Kính chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng giáo trình kế toán sản xuất cũng như hướng dẫn về nội dung các buổi học trong giáo trình kế toán sản xuất trên trình duyệt website lớphoc.làmketoan.vn. Đối với công ty đang hoạt động mà chúng ta đang hạch toán từ phần mềm kế toán này mà muốn chuyển dữ liệu sang phần mềm kế toán khác để hạch toán thì chúng ta phải chuyển số dư của cuối kỳ trước sang làm số dư đầu của năm sau và trên phần mềm kế toán mới. Do đó chúng ta sẽ phải có đầu kỳ, tức là phải có số dư đầu kỳ trước rồi đến phát sinh ở trong kỳ và đến báo cáo tài chính cuối năm cũng như là sổ sách và cách sắp xếp hóa đơn chứng từ. Ở đây Việt Hưng sắp xếp các buổi học theo thứ tự thời gian và bao gồm các chứng từ liên quan thực tế cho một công ty về sản xuất, ví dụ như chứng từ về mua hàng, bán hàng, ủy nhiệm chi, giấy báo có, giấy nộp tiền các loại thuế, công cụ, tài sản, bảng thanh toán lương, bảng chấm công, hồ sơ lương, cách tính giá thành, cách kê khai báo cáo các loại thuế và lên báo cáo tài chính, in sổ sách cuối năm, cách sắp xếp chứng từ sao cho hợp lý hợp lệ. Bên ngoài các buổi thì có các mô tả của các chứng từ, ví dụ ở đây là kế toán buổi 3 bao gồm hợp đồng thuê nhà, các hóa đơn mua vào và các phiếu thu phí chi và các hóa đơn bán ra, rồi phiếu nhận kho, phiếu xuất kho và lệnh sản xuất. Bởi vì đây là giáo trình về sản xuất, do đó sẽ phải có phiếu xuất kho nguyên vật liệu, phiếu nhập kho thành phẩm và lệnh sản xuất. Và đối với sản xuất thì quan trọng về phần định mức nguyên vật liệu, do đó ở trên buổi 2 sẽ có bảng định mức sản xuất sản phẩm và chúng ta có thể click vào tài liệu kế toán buổi 2 để xem. Trong mỗi buổi học thì có rất nhiều hóa đơn chứng từ để cho các bạn hạch toán, do đó đối với thời gian học của khóa sản xuất thường sẽ là từ 25 đến 30 buổi. Một buổi học trên giáo trình thì được chia thành các buổi học thực tế khoảng tầm từ 3 đến 4 buổi. Bởi vì ngoài việc hạch toán các hóa đơn chứng từ thì giáo viên sẽ phải giải thích cho các bạn các số liệu cũng như cách hạch toán và chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi các bạn làm đến các vấn đề nào, giáo viên sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề đó. Ở đây tôi mở thử tài liệu kế toán buổi 3 để các bạn tham khảo, click vào xem nội dung. Bạn có muốn mở trang vừa phát ra không? Các bạn nhấn vào không? Ở đây là các hóa đơn chứng từ, ví dụ như là hợp đồng thuê nhà hoặc là hóa đơn mua nguyên vật liệu của nhà kho và các bảng kê, phiếu xuất kho, tiền. Các bạn muốn chuyển sang các trang khác để hạch toán thì chúng ta có thể kéo sang phiếu phía bên dưới. Ở đây có rất nhiều hóa đơn chứng từ cho chúng ta làm được. Và đây chính là hóa đơn chứng từ thực tế của một công ty về sản xuất. Để các bạn học sẽ được sát với thực tế hơn và giáo viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn được nhiều hơn. Để chuyển sang các buổi khác thì các bạn có thể vào chuyển tới và chuyển sang tài liệu kế toán buổi mà các bạn cần xem. Còn ở đây tôi sẽ trở về trang chủ của kế toán sản xuất. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về bố cục cũng như nội dung của khóa học kế toán sản xuất thực tế trên chứng từ của một công ty về sản xuất. Chúc các bạn học tốt!